Cửa hàng Nhật Động Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship hàng toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên cửa hàng em lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một lô máy cưa xích nha mọi người. Trong này thì có các hãng hệ đến từ Nhật Bản đó, gồm các thương hiệu như Ryobi, Hitachi, Echo đó, và Tanaka đó, và Shindawa, Echo Kerit, và đặc biệt là có một vài ba mẫu số là Estin ha mọi người. Đó, thì trong này là gồm có một hai em là khai thác hàng nhỏ và khai thác tầm trung, còn lại là những cái mẫu máy cưa sử dụng trong mảng gia đình vườn nhà, đó, tay cụt, tay dài hoặc là nòng đứng thuộc dạng nhỏ gọn vừa tầm ha. Đó, thì trong lô này cũng đã dọn nổ ngon lành cành đào hết rồi, về anh em chỉ việc đổ nguyên liệu vào là sử dụng thôi. Chỉ có một em máy duy nhất là hàng gọi là anh em về phải thêm lam xích vào nữa, gọi là nổ sơ qua thôi. Đó, vậy anh em phải thêm lam xích vào để anh em sử dụng ha. Đấy. Đây, thì lô này em sẽ đánh dấu là lô G nhá mọi người. Đấy, em sẽ quay chi tiết từng con nhá. Anh em là xem cảm thấy ưng em nào mình cứ nhắn tin trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua bên em. Đó, mình ok đặt hàng ha. Đó, và anh em muốn nghe tiếng lổ từng máy thì mình cứ nhắn tin qua Zalo nhá. Bên em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem ha. Bởi vì trời đã sắp tối rồi nên bên em không có test tiếng lổ bởi vì máy quá nhiều ha. Và bên em chỉ có gọi quay chi tiết cho anh em xem vậy thôi. Đây, anh em xem cảm thấy chốt con nào mình nhắn tin qua Zalo, bên em sẽ test tiếng lổ và gửi chi tiết hình ảnh cho anh em xem nhé mọi người. Đó, cảm ơn anh em xem rất nhiều. Thì anh em xem cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé. Rồi, thì trước tiên và em máy xác đầu tiên, em này là em G nha mọi người. G nhá, G1 này. Đó, em này là đến từ nhãn hiệu của Echo, nhưng em này là hàng Việt Nam sử dụng qua rồi nha mọi người. Đó, hàng em gọi là, nó rõ là em thâu lại của khách ha. Đó, hàng thâu lại của khách nhá. Đó, nó xài qua rồi nên là nó rất là dơ giấy. Đó, và nói chung là hơi hám còn tốt nha. Thì em này đến cửa hàng em đang bán với giá là 700k. Đó, 650k đi, bởi vì em này hôm bữa em ra 700 nhưng mà cái bộ lam xích nó hư rồi. Nhưng hôm nay tháo bộ lam xích để bán cho anh em 650k. Đấy. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng. Dạ rồi. Anh vào bố em ghi cho phiếu bảo hành nhé. Rồi, tiếp theo là đến em G2 này. Đó, em này là em Ryobi. Đó, em này em G2 nhá mọi người. Ryobi. Em này đến từ nhãn hiệu của Ryobi, mã số là 29A nha. Đó, mẫu này là mẫu tay cụt nhỏ gọn, trọng lượng của nó là 3,5 kg. Đó, 3,5 kg nha mọi người. Máy rất là đẹp nha anh em, ram 35 còn nguyên chữ luôn. Anh em thấy không? Độ đẹp nó này, rất là mới nhá. Ốp làm này. Đó, ốc 7 màu này nha. Đó, cực kỳ mới luôn. Thì em này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2 triệu đồng tròn nha mọi người. Đó, em G2 nhá. Đó, em này siêu mini nhỏ gọn, 3,5 kg nha. Đó, anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng. Đó. Cái đó bảo hành 2 năm nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu đến toàn thể anh em là em máy cưa là G3 này. Em này là hàng tay dài nhá mọi người. Đó, mẫu này đến từ nhãn hiệu của Hitachi. Mã số của em này là CS30E2 ha. Đó, em này là tay dài, nhỏ gọn. Trọng lượng của nó là 4 kg nha anh em, làm 35cm. Đó, xích chuột nha mọi người, xích chân 25 nhá. Đây, rất là đẹp nha anh em. Đó, nó mặt tiền đằng trước đây. Đó, tình trạng máy là nguyên zin nguyên bản, máy rất là mới. Đó, dòng này anh em sử dụng gia đình, nhỏ gọn vừa tầm. Em này em G3 này mọi người. Đó, giá của em này là 2 triệu đồng tròn luôn nhá. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Tiếp theo là đến em G4 này anh em. Đó, em G4. Em này đến từ nhãn hiệu của Echo Kerit hạng Green nha. Đó, em này thì rất là mới này nha. Đây, tay cụt nhá, dòng tay cụt nó trắng này thì anh em biết rồi, xài cực kiểu ổn định ha. Hai ốc chân lam, lam là lam 40 mà các cây 35cm. Đó, máy nguyên zin nguyên bản, rất đẹp. Đây, hộp giật này anh em thấy không? Các tem nhãn hiệu mà còn nguyên ha. Thì em G4 này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. 2.200.000 nha anh em nhé. Trọng lượng của nó là 3,8 kg, lam 40, xích 91 nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo là đến em G5 này. Em G5. Đó. Em này đến từ nhãn hiệu của Echo Kerit luôn nha mọi người. Mã số của em này là GC34 nhé. Đó, em này 34cc nha. Lam là lam được ráp cho anh em là lam 50 mà các cây là 45cm, xích 91 nha. Đó, lớp mặt tiền đây ha. Đó. Rồi. Thì phía mã hộp giật này. Đó, mã số series của máy đây anh em, 007701 này. Đó. Thì em này bên này là anh em sử dụng hàng tay dài, nó khác với em vừa rồi tay cụt tay dài thôi anh em. Đó. Mẫu này thì bên cửa hàng em đang bán với giá là 2 triệu đồng tròn này. 2 triệu đồng tròn nha anh em nhé. Hàng tay dài Echo. Đó, GC34 nhá. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi, tiếp theo là đến em Ryobi nha mọi người. Đó, em máy này rất là mới nha anh em, ốc 7 màu này. Em thấy độ mới nó cực kỳ mới. Bô này, bô xả này ha. Đó, em này nói chung là đẹp 90% nha anh em nhé. Lam của em này được sử dụng lam 40 mà các cây là 35cm, xích 91 nha. Đó, lam còn nguyên chữ Ryobi này nha. Đó, cực kỳ mới. Hai ốc chân lam.
ốc 7 màu bồ này anh em nhé, sáng tinh luôn. Đó, em này nói chung là rất đẹp. Anh em muốn xem chi tiết nhắn qua Zalo bên em sẽ gửi chi tiết cho anh em xem nhé. Lốc mặt thuyền này ha, khá mới ha. Anh em sử dụng nói chung là xài gia đình nhé mọi người. Đó, mẫu này mẫu tầm trung, so với các em tay dài khác thì em này mạnh hơn rất nhiều ha. Đó, em này em G6 này mọi người. G6, giá của em này là 2.500.000 đồng nhé. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi, tiếp theo là đến em G7. G7 em này đến từ nhãn hiệu của Tanaka, mã số là PMS335S nha mọi người. Mẫu này mẫu tay dài nhỏ gọn, trọng lượng là 4 kg ha. Có trợ lực nha mọi người. Đó, giúp cho anh em giật nhẹ nhàng, kéo nhẹ là nổ ha. Lam là lam 40 mà các cây là 35 cm. Đó, lốc mặt tiền đây ha. Đó, lam cũng còn nguyên chữ này nha. Đó. Thì, em này bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.200.000 đồng. Đó, mẫu này thì dành cho những chú nào có tuổi ha. Mình sử dụng gia đình, nói chung là vừa tầm, vừa tay, nhỏ gọn ha mọi người. Đấy. Rồi anh em nào cảm thấy kết là máy cưa xích G7 này liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nhé. Phụ tùng đủ chưa? Để xài cái gì thế này nó có cái chốt này anh này. Khi mình vặn ấy mình cứ gài cái chốt này là mình vặn nó cứng cáp nhé. Trong cái đồ là nó có một cái lớn thì anh đút vào, ở cái nhỏ anh đút vào đấy. Roda thì anh roda giúp em 2 bình xăng ha. Đó là nhớ cứ pha xăng nhớ đầy 5-10 phút là bóp ga một lần. À, mình đã có nhớt xài chưa? Dạ, pha chuẩn giúp em là được. Rồi, thì tiếp theo giới thiệu đến toàn thể anh em là em G8 này. G8 ha. Em này thì đến từ nhãn hiệu của Echo nha. Mã số của em này là GC330T. Mẫu này là mẫu tay cụt nòng súng này. Mẫu rất là mạnh nha anh em. Đấy. Mẫu này thì nói chung là dòng tay cụt lớn dành cho gọi những anh em thợ cưa, dòng khai thác. Thích cái dòng lớn thì sử dụng em này nhá. Cực kỳ mạnh, rất là bốc nha. Lam là lam 40, mà các cây 35 cm, xích 91 nha. Đó. Đây. Máy này thì full chức năng rồi, trợ lực này, e tự động, núm bơm xăng, thắng xích đầy đủ ha, không có thiếu chức năng gì hết nha anh em nhá. Đó, full bộ chức năng, máy rất là mạnh nha. Có anh em sử dụng gia đình hạ gốc này nọ thả ra, nó là mang tiếng tay cụt thôi nhưng mà nó hạ gốc này nọ rất là đã nha anh em nhá. Rồi em G8 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Đó, anh em nào cảm thấy kết em Echo G8 này. Đó, mã số của nó là GC330T nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi tiếp theo là em G9 này nha. Đó. Em này là hàng tay dài đời mới nha mọi người, mã lực lớn nha. Đó, em G9 này em đánh dấu vào đó. Đó. Em này đến từ nhãn hiệu của Echo Kerit, mã số của em này là 3501. Đời này thì 35.8 cc, mẫu hệ đời mới nha anh em. Đời 2008 này nha. Đó, có trợ lực, núm bơm xăng e tự động, thắng xích đầy đủ. Đó, đặc biệt là lam theo máy là lam Latin, là lam 40 mà các cây là 35 cm nhá. Lốc mặt tiền là trước đây. Đó, rất là sáng nha. Rồi, 3501 nha anh em. Đó, hai ốc chân lam nhá. Đó. Rồi thì bên cửa hàng em đang bán em G9 này, đó, với giá là 2.600.000 đồng. Đó, làm Latin luôn. Đó, rất là lợi nhá. Anh em nào cảm thấy kết máy cưa xích này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi tiếp theo là đến em G10. G10. Đó. Em này thì đến từ nhãn hiệu của Ryobi, mã số game này là ES336 nha anh em. Đó, mẫu này là mẫu cưa nằm đứng tầm trung, anh em sử dụng gia đình nhá. Rất là nhạy nổ ổn định. Hai ốc chân lam, lam 40 còn nguyên chữ. Đó, xích là sử dụng xích 91. Đó, mà các cây của em này là 35 cm ha. Đó, đời này nói chung là đời bô giảm thanh, âm thanh phát ra êm ấm. Đó, nói chung là mẫu cưa gia đình. Đấy, anh em xài rất là vừa tầm vừa tay ha. Đủ chức năng nhé. Núm bơm xăng e tự động. Đó, các bộ nhúng của nó là bộ nhúng là so. Đó, sử dụng cầm êm tay ha. Đó, em G10 bên cửa hàng em đang bán với giá là 2.800.000 đồng. Đấy, anh em nào cảm thấy kết em máy cưa xích này liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là đến em G11 nha anh em. Đó, em giới thiệu nhanh nhá, anh em xem chi tiết nhắn qua Zalo ha. Đó, em G11 này. Đó. Em này đến từ nhãn hiệu của Sinowa, hàng sóc nha mọi người, hàng sóc là hàng hệ đời mới nha. Đó, đời 4 số này, 1036S này. Đó, đời này thì có trợ lực, núm bơm xăng e tự động. Đấy, dành cho anh em xài trong mạng gia đình vườn nhà ha. Đó, tay thắng xích có luôn này, hoạt động bình thường luôn anh em. Đó. Lam được ráp cho anh em là lam Latin, lam trượt nha. Đó, lam Latin, xích chân 25. Lam này là lam 40 nhá. Mặc các cây còn 35 cm ha. Đó, lốc mặt tiền khá mới nha anh em. Đó, có trợ lực anh em giật nhẹ nhàng. Đó, kéo nhẹ nổ nhá. Hai ốc chân lam. Đó, núm bơm xăng đây, nghe đây ha. Đầy đủ chức năng nha anh em. Đây, máy rất đẹp nhá. Em này xuất sắc. Nó chỉ có một cái nhược điểm này, nó bị có một hai thanh nang cái hộp giật này nó bị bể ra thôi nha mọi người. Nói chung cái bộ phận này không ảnh hưởng. Đó, rác bụi vào rất là ít nha anh em. Đấy. Nên là anh em gọi là mua về sử dụng không quan trọng gọi ngoại hình cho lắm. Đó. Nghĩa là ngoại hình em máy này rất là đẹp rồi nhưng nó chỉ có một cái lỗi đoàn lầm nữa thôi. Đó, thì anh em nếu mà cảm thấy xem mua được thì mình ủng hộ cửa hàng em. Thì em G11 này bên em cũng bán giá rẻ tốt cho anh em nhá, với giá là 3 triệu đồng tròn. Đó, giá rất là tốt nha anh em. Lam Latin luôn, máy rất là mới. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đó, anh em nào kết liên hệ qua đầu siêu thoại của em đặt hàng ha.
Tiếp theo là đến em G12. Em G12. Em này đến từ nhãn hiệu của Echokerit nha, đời mới, đời 4 số nha. Mã số là CS3411G. Đó, em này thì dành cho anh em xài gia đình. Đó, đủ chức năng trợ lực, núm bơm xăng e tự động, bộ nhúng lò xo. Đó, sử dụng cầm êm tay, hai ốc chân lam. Đó, lam là lam 40 nhá. Mặt cắt cây là 35cm ha. Đó, mẫu này anh em xài gia đình vườn nhà là vừa tầm vừa tay nhá mọi người. Đó, rất là nhạy độ ổn định ha. Máy cũng rất là đẹp nha anh em. Bên trong em mở sơ qua cho anh em nhìn. Rất là mở nhá. Con này nó dễ mở này, nó chỉ hai chốt bên hông này. Anh em thấy không? Cực kỳ sáng, màng lọc này, chế quâm rồ nhá. Tiết kiệm nguyên liệu ổn định ha. Đó. Rồi thì em này là anh em sử dụng mảng gia đình về nhà thôi nhá mọi người. Đó, vừa tầm vừa tay nhá. Em G12 bên cửa hàng nó bán với giá là 3 triệu đồng tròn luôn nhá. Anh em nào kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Echokerit 3411G nhá anh em. Đó. Rồi tiếp theo là đến em G13 này. G13. Đó, em này đến từ nhãn hiệu của Estin nha anh em. Mã số là MS170C. Mẫu này đường kính bê tông của nó là 37 ly nhá. Thích hợp anh em sử dụng gia đình. Đó, đặc biệt là đời này là trợ lực lớn nha. Máy rất là đẹp nha anh em. Đó, trợ lực lớn này, hai ốc chân lam. Lam là lam 35 nha, lam còn nguyên chữ này. Đó, một bên là còn nguyên chữ, một bên là bị han rỉ đi hạt phần đầu này. Đó, lốc mặt tiền đây. Đó, còn nguyên seri này. Một cái máy mà nó còn nguyên mã số seri là anh em đủ biết rồi. Đó, cái độ gọi là mức độ xài bên đó rất là ít ha. Máy còn rất là đẹp. Đây. Bên phía mang hộp giật đây. Đó, Estin nhỏ gọn nha. Đó. Rồi thì bên cửa hàng em đang bán em G13 Estin MS170C có trợ lực này với giá là 3.500.000 đồng. Đấy, anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là đến em G14 nha anh em. 14. Đó, em này đến từ nhãn hiệu của Shindawa, mã số của em này là 353 nhé. Nằm đường kính bê tông của em này là 40 ly nha. Đó, thích hợp cho anh em sử dụng mảng gia đình tầm trung hoặc anh em đi khai thác làm hàng nhỏ nhá mọi người. Đó, lam là lam 50, mặt cắt cây là 45cm, xích chân 25. Đó, lốc mặt tiền đây. Đó, độ chạy chùa ít nha. Đó, mã số seri này 000-6039 Mark in Japan nhá mọi người, hàng chuẩn Nhật Bản ha. Nằm 40 ly nên là sử dụng rất là mạnh nha anh em nhá. Đó, này mẫu tầm trung. Ở bên cửa hàng nó bán với giá em G14 này với giá là 3 triệu đồng tròn luôn. Đó, anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Đó. Tiếp theo là đến mẫu Shindawa luôn nhé mọi người. Đó, em này em G15 này. G15 ha. Em này là mẫu cơ tầm trung, nòng của nó thì 40 ly thôi. Đó, và lực máy nó thì rất là mạnh, rất là lì nha anh em. Mẫu này là mẫu cưa cốt gen dài nha anh em nhé. 39cc mã lực ha. Đó, lam là lam 50, mặt cắt cây là 45cm. Đó, xích đặc biệt là sử dụng xích lớn nha. Đó, xích này là xích 325, xích trung nha mọi người. Đó, chỉ xua thua xích đại một nấc thôi. Đó, thì lam theo máy đang ráp cho anh em là lam Latin, xích mới luôn nha mọi người. Đó, về anh em chỉ việc cắt thôi nha. Đó, mặt tiền này rất là đẹp. Con máy này thì rất là mới nha anh em, có bộ phận xả hơi, hai ốc chân lam. Đó. Và nó có một cái nhược điểm cũng bị một cái nốt vạch này, máy khác nó đâm lên này. Đó, nhưng mà cái con này lại đẹp hơn con kia, con này chả ảnh hưởng gì hết. Bên trong này nghĩa là nó làm hai lớp, là lớp ngoài nó bị cái gì vạng vàng nó nứt ha. Đó, còn lớp trong vẫn còn bình thường. Đấy. Đây, máy rất là mới này. Đây anh em thấy. Đó. Shinowa 395, mẫu này dòng khai thác hàng nhỏ nha anh em nhé. Rồi thì bên cửa hàng em đang bán em máy này với giá là 3.600.000 đồng. Đấy. Anh em nào cảm thấy kết là máy cơ xích Shindawa 395 này liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé. Đó, 3.600.000 là lam Latin xích mới luôn nha anh em nhé. Đó. Rồi tiếp theo là đến em G16 này anh em. G16. Đó. Em này là đến từ nhãn hiệu của Estin nha. Mã số của em này là 021C nha mọi người. Mẫu này được sản xuất tại Đức này nha, Make in Germany này. Đó, lốc mặt tiền đây. Nói chung em máy này rất là mới nha anh em. Này. Dòng này thì anh em sử dụng gia đình hoặc là khai thác hàng nhỏ nhá. Tầm trung nha. Đó, máy này nói chung cực kỳ là mới rồi, 90% nha anh em nhá. Lam là lam 40, mặt cắt cây 35cm, xích 91 nha. Đó. Ốp lam là vặn bằng tay này nha. Nó có núm bơm xăng, có nắm giật là giảm giật này. Nó giúp giờ mình giật nhẹ nhàng ha. Đó, hàng chuẩn của Đức này. Đó, Make in Germany ha. Đấy, mẫu này thì cũng còn khá là sáng này. Màn lọc đây, hàn ốc này, vàng ươm đây nha. Đó, rất là mới nhá. Rồi ok. Em máy Estin 021 này, bên cửa hàng em đang bán với giá là 4.200.000 đồng. Em này mã là G16 nha. Anh em nào cảm thấy kết liên hệ qua đầu số điện thoại của em đặt hàng nhé mọi người. Đó, tiếp theo là đến em G17 này. G17 nhá. Em này đến từ nhãn hiệu của Estin, mã số là 024AV luôn nhá mọi người. Mẫu này là mẫu khai thác tầm trung nha. Đó, máy rất đẹp, nguyên zin.
đời này đời bình xăng trong này nên là sử dụng là rất ổn định ha. Lam là lam 50 nhá, mà các cây 45cm lam bằng bự ha. Đó, xích xích origin theo máy này, xích còn này được 90% so mới. Đó, có hàm rồng sắc nhọn. Hai ốc chân lam. Đấy, mặt là sau đây. Rất là đẹp nha anh em. Báo này dòng khai thác tầm trung nhá, đến từ Đức luôn nha mọi người. Nó đến thương hiệu của Estin thì anh em biết rồi. Nói chung xài cực kỳ ổn định nhạy nổ ha. Đấy, và đồ thay thế là lúc nào cũng có sẵn để cho anh em size sử dụng ha. Rồi thì em này G17 bên cửa hàng em đang bán với giá là 5.500.000 đồng nhá. Đấy, anh em nào cảm thấy kết máy Sikasic G17 này liên hệ qua số điện thoại của em đặt hàng ha. Rồi lô máy ngày hôm nay lên cho anh em là 17 em máy Sikasic nhá mọi người. Đó, từ dòng nhỏ gọn cho đến dòng tay dài, tầm trung, nằm đứng ha. Đó, anh em nào mà mình xem mình kết em máy Sikasic nào, mình gọi điện trực tiếp. Đấy, liên hệ qua đầu số điện thoại 0988628901 đặt hàng nhé mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông hộ cửa hàng bên em ha.